Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cung cấp phần mềm Cật Tướng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm video giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng cho tất cả các bạn về Wipe and Face này nhé. Thì chúng ta có thể biết được, chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng tương tự nó với cái phần mềm của Up and Face GQ, thì chúng ta sẽ sử dụng nó tương tự. Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cũng như các khách hàng của mình để biết cách sử dụng sao cho chúng ta có thể là sử dụng nó một cách đơn giản và thuận tiện nhất. Thì đầu tiên thì mình cũng phải chia sẻ cho các bạn một cái điều thật lòng như thế này. Thì bây giờ chúng ta có hai loại GUI chính. Thứ nhất là GUI này gọi là GUI Pengfei. Thứ hai là thằng GUI này là thằng GUI người ta gọi là GUI cá mập, hay các bạn còn gọi là GUI sắp chết. Thì có hai loại GUI chính thì ở Việt Nam thì mình khuyên các bạn nên sử dụng thằng GUI Pengfei này. Lý do là gì? Có ba cái lý do. Thứ nhất là GUI Pengfei này ở Việt Nam nó auto rất là nhanh. Các bạn nếu như mà các bạn auto thì các bạn nên mua thằng GUI Pengfei này nhá. Thật sự là nó auto rất là nhanh, nó load book online gần như là không mất giây nào luôn, nó đi rất là nhanh. Đấy. Đấy là thằng Pengfei này load nhanh và auto nhanh. Thứ hai nữa là thằng GUI Pengfei này nó có cái giao diện tiếng Việt các bạn dễ sử dụng. Các bạn người có thể là người không biết tiếng Anh thì vẫn có thể sử dụng được. GUI sắp chết này thì nó lại chỉ có tiếng Anh thôi nhá. GUI sắp chết này thì nó lại chỉ có tiếng Anh thôi. GUI sắp chết này thì nó lại chỉ có tiếng Anh thôi. Chưa? Chỉ có tiếng Anh thôi. Và cái thứ ba nữa là thằng GUI Pengfei này nó lại rẻ. Nó rất là rẻ. Và nó ở Việt Nam ấy thì chúng ta chủ yếu là auto ở trên web như này này, thì thằng GUI Pengfei này nó bắt hình cờ rất là tốt. Thằng sắc chết này nó chỉ thích hợp khi mà chúng ta auto ở trên giả lập thôi. Ví dụ như là nấc những cái thứ thì chúng ta mới nên auto, nó auto với tốt thôi. Còn auto ở web ở Việt Nam thì các bạn nên sử dụng thằng Pengfei này nhé. Pengfei này bên mình bán giá là 1,6 triệu, giá công khai và cũng là giá rẻ nhất ở Việt Nam luôn. Thằng sắc chết này bên mình bán là 2,1 triệu, cũng là giá rẻ nhất ở Việt Nam. Sắc chết này thì nó cũng có những cái ưu điểm riêng, ví dụ như là nó đẹp này, đấy, nó đẹp này và nó nhận các loại engine thì nó không kém, và nó nói chung là thằng sắc chết này nó cũng có những cái ưu điểm riêng. Đấy, tuy nhiên thì ở Việt Nam thì mình khuyên các bạn nên sử dụng thằng Pengfei này. Ok, chúng ta cùng đi vào cái hướng dẫn sử dụng nhé. Thì nó dễ thôi. Thứ nhất là hình cầm cái này này. Thì về cơ bản các bạn chỉ cần biết mấy cái ở đây thôi là các bạn đã được hết rồi. Đầu tiên này, hình cờ mới này, thì ví dụ các bạn có một cái hình cờ đây, các bạn đến một cái hình cờ như này, các bạn muốn về ván mới hoặc là các bạn đánh xong các bạn muốn về ván mới thì các bạn tích vào cái dấu cộng trắng này được chưa? Đấy, hai cái tích như này thì tích về bên nào, tích vào cái ô đỏ hay là ô đen thì bên đấy sẽ là máy. Ví dụ như đây đây đang tích vào đen đúng không? Thì mình đi đỏ thì bên đen nó là máy, nó sẽ tự đi. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ tự đi luôn. Bây giờ mình tắt thằng này đi, mình ấn vào bên đỏ. Bên đỏ là máy, thế bây giờ mình sẽ đi cho bên mình sẽ ở đây nó đang load một book rồi. Đây. Đây nha, ví dụ như mình tích thế này đúng không? Tích thằng này bên đỏ là máy thì mình sẽ đi cho bên đen. Đấy, bên đỏ nó tự đi luôn. Đấy, tức là bên tích vào bên đỏ thì bên đỏ là máy, bên đỏ nó sẽ tự đi. Ok, về hình cờ. Cái loop này là chế độ phân tích tức là tìm nước đi nhá. Ví dụ chúng ta đánh những cái hình hình đây, chúng ta đánh những cái hình này, chúng ta tích vào cái loop này thì nó sẽ chỉ cho chúng ta đây, nó chưa hiển thị với tên đúng không? Đây là hiển thị rồi. Các bạn thấy chưa? Các bạn tích vào cái loop này phát là nó sẽ gọi là chế độ phân tích nước đi, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái mũi tên, cái nước đi, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái chiều sâu nước đây này. Chiều sâu là 33 nước này. Thấy chưa? Điểm là bao nhiêu điểm, điểm âm hay điểm dương này.
Ok, cái chế độ này là cái chế độ gọi là khi mà chúng ta auto thì chúng ta sẽ dùng để thẩm. Dùng để thẩm. Ok. Đấy, còn cái hình sắt đánh này là cái gì? Tức là ví dụ như trong đây nhá, trong engine này nhá. Ví dụ các bạn muốn nó đi mấy giây một nước thì các bạn tích vào đây. Thường thì mình cứ chọn cái chế độ đầu tiên cho nó 10 hay là 15 giây đi một nước. Đấy, thì ví dụ như là trong 5 giây, suy nghĩ được 5 giây các bạn đã muốn nó đi rồi thì các bạn tích vào cái set này này là nó buộc phải đi ngay lập tức, được chưa? Đấy, ví dụ trong trong quá trình các bạn auto các bạn muốn nó bình thường các bạn set của nó là 10 giây một nước nhá, nhưng mà ví dụ trong quá trình auto các bạn thấy nó sắp hết thời gian rồi các bạn tích vào đây, các bạn muốn nó đi mấy giây một nước các bạn chỉ tích vào đây phát là ok luôn, không cần phải vào đây để thiết lập lại thời gian ở đây rồi lưu thì như thế nó mất thời gian. Các bạn đang auto mà gần hết thời gian các bạn vào đây các bạn tích vào phát một một này phát là nó đi nhanh luôn. Ok. Đấy. Một cái nữa là đây. Công cụ này, thiết lập engine này. Thì trong này nó có hai cái chúng ta để ý này, thứ nhất là thiết lập engine, thiết lập engine thì các bạn muốn nó đi theo cái chế độ nào? Thứ nhất là theo nước theo đi theo thời gian tối đa. Thì thường thì mình sẽ chọn cái chế độ đầu tiên này. Chế độ đầu tiên này thì các bạn muốn nó đi mấy giây một nước các bạn điền vào đây. Đấy, đây là cái này đi theo thời gian thôi, các bạn muốn đi theo chế độ sâu thì tích tiếp vào đây. Nhưng mà không cần, nói chung là các bạn cứ để software bình thường các bạn để 5 đến 7 giây là ok rồi, các bạn muốn tính sâu hơn thì các bạn cho 10 giây cũng được. Còn thiết lập book thì các bạn muốn thiết lập book đi như nào, muốn sử dụng book nào thì các bạn tích vào thôi. Đây You Cloud Open Book này là sử dụng book online này, nó ở trên trang JDB lót về này, được chưa? Đấy, còn các bạn muốn không muốn các bạn tắt nó đi thôi thì nó sẽ sử dụng book khai cuộc ở trong máy. Đấy, còn đây các chế độ thì thường các bạn cũng không cần chỉnh cũng được. Ok nha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách auto nhá. Cái auto thì cái auto auto thằng này thì lại rất đơn đơn rất là đơn giản. Các bạn muốn hiển thị chế độ hiển thị như nào thì các bạn chọn nhé. Đây mình sẽ chọn chế độ hiển thị tất cả đúng này. Tất cả đúng thì các bạn chỉ cần tích sang bên này xem là engine book viết cái thứ như nào là nó ra ngay này. Đây. Thì khi các bạn auto các bạn sẽ kéo thằng này sang một bên. Đây, bạn tích vào đây. Đây thì mình đã thiết lập rất là nhiều những cái gọi là cái kết nối rồi. Thế bây giờ mình sẽ tạo lại để mà kết nối auto ấy, thì các bạn tích sẵn vào cái chữ kết nối đây nhá. Đấy, tích sẵn vào chữ kết nối các bạn tích vào sang bên này. Tích vào cái cờ này, được chưa? Xong bạn tích vào chữ tạo kết nối này. Xong nó hãy đưa lên cái con xe trên này. Đấy, các bạn thấy chưa? Tích vào con xe trên góc này nha. Thì nó hiện là đã tìm thấy bàn cờ, tất cả con cờ trong vòng đỏ bạn có thể lưu lại ngay, thì các bạn sẽ đánh tên ở đây. Ví dụ như là mình đánh là Giga, mình ghi là test Giga đi. Test Giga. Đấy, các bạn là bên đỏ đi tiên đúng không? Ok. Tích vào đây các bạn là để 80% là được, hoặc là các bạn không thích thì các bạn cứ để nguyên cũng được. Các bạn lưu vào nha. Xong, các bạn tắt nó đi. Đấy, như vậy là các bạn có thể xong rồi, các bạn muốn đánh auto thì các bạn vào đây này. Các bạn xem đối phương có đánh hay không. Khả năng đối phương là không đánh đây. Muốn auto được ấy, bây giờ các bạn tạo kết nối rồi rồi đúng không? Các bạn tích vào cái xỏ này xuống, các bạn xem là cái các bạn vừa tạo nó là cái nào. Cái mình vừa tạo là test Giga đúng không? Bây giờ đánh với Giga thì mình sẽ phải vào cái test Giga mình vừa tạo xong. Sao các bạn tích vào cái dây xích này nhá, các bạn nhìn thấy hiện lên chữ kết nối chưa, tích vào dây xích này, xong nó bảo là hãy bấm vào bàn cờ mục tiêu thì nó là cái bàn cờ mà các bạn đánh ấy, tích vào đây này. Đấy, như thế là nó đã auto xong rồi đấy. Tuy nhiên thì bên này chưa có đối phương đi nên là cái con tượng này nó sẽ không thể lên được, nhưng mà như vậy là đã auto xong rồi đấy. Để xem đối phương này có đánh không. Phương này chắc là không đánh rồi.
Ok, chỉ cần như thế là các bạn đã có thể là auto được rồi nhá. Như vậy là nó đã auto ok rồi đấy. Là không đánh mới cứ vào nhỉ. Đấy, các bạn thấy thấy chưa? Đấy, thì các bạn nhìn vào đây là các bạn biết là nó có bắt được nó auto được chưa này. Đấy. Nó phải auto được thì nó mới biết được bên này đi con nào. Đây mình đang tắt chế độ auto, tức là để ở cái chế độ thẩm cờ để xem là hình cờ này nó như thế nào ấy. Đấy, các bạn thấy đấy, nó đã như thế này là đã auto ok rồi nhá. Nó bắt được bên tất cả các con cờ bên này là nó đã auto ok rồi nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta auto click như thế nào. Auto click như thế nào thì auto click rất là dễ rồi. Bây giờ các bạn muốn auto click vào đây đúng không? Tức là ví dụ trong trường hợp các bạn muốn treo máy cả ngày đánh ấy, thì các bạn phải dùng 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 auto click này. Thì các bạn tích vào cái này. Bạn tích vào cái dưới này. Đấy, và tích vào cái thêm hình ảnh ở đây được chưa? Thì khi mà chúng ta làm ba bước như vậy thì nó đã hiện lên cái hình tròn dấu cộng này rồi, thì các bạn muốn tích vào đây đúng không? Tích vào cái hình giga này này đúng không? Thì đầu tiên các bạn đưa lên góc trên bên trái này nha, các bạn ấn Ctrl một lần. Các bạn ấn Ctrl thì chỗ này nó sẽ hiện thành số 2 này. Các bạn nhìn nhá, để nhìn này. Hiện hiện dấu tròn này mình ấn nhá. Đấy, ấn Ctrl một lần nó hiện số 2 này. Và bây giờ lại đưa xuống góc dưới này, ấn Ctrl lần nữa để nó hiện thành số 3 nhá. Ok, ấn Ctrl lần nữa hiện số 3 rồi đúng không? Các bạn đưa về giữa cái chỗ muốn tích ấy, các bạn ấn Ctrl lần nữa. Đấy, ok, vậy là nó đã thêm cái hình ảnh này vào rồi. Các bạn thấy chưa? Đấy, xong đấy chúng ta lưu, ấn vào đây, lưu. Đấy, thì chúng ta muốn biết có hình ảnh hay chưa thì chúng ta vào đây chúng ta xem lại là biết. Đấy, vậy là bây giờ xem nó đã auto click được chưa thì các bạn tích vào trong trường hợp nó kết nối nhé. Nhìn xem nó có tích vào cái này không. Đây nó đang phân tích. Đấy, nó tự động click vào để cho vào bàn cờ rồi đấy. Thì cái này dùng trong trường hợp mà khi mà các bạn muốn đối phương cầu hòa và các bạn treo auto, các bạn từ chối luôn thì các bạn sẽ chọn vào chữ cầu hòa là nó sẽ tự click vào chữ cầu hòa. Đấy, đấy các bạn thấy chưa? Nó sẽ tự click vào cái chữ đánh đấy để nó đánh. Ok. À, vậy là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đến đây cũng chắc là cũng khá là đầy đủ rồi. Các bạn nào có nhu cầu về sử dụng về tất cả các loại dịch vụ về phần mềm cờ tướng, cờ úp bản quyền, phần mềm cờ tướng trên điện thoại di động thì hãy liên hệ mình nhé. Bên mình luôn luôn có tất cả để hỗ trợ các bạn, đảm bảo là uy tín và rẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.